chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an tấn công Dr. Thanh chống đỡ. Trên một tờ báo của Nga, tờ Sputnik đã giật tít rằng Bộ Công an nói về vụ dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa điều tra con gái ông chủ Dr. Thanh. Mà như ta đã biết, vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho triệu tập cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Các cơ quan chức năng bị ép phải xử lý dứt điểm 12 vụ án, 4 vụ việc, kết thúc điều tra 13 vụ án với 53 bị can. Trong đó, ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an phải khẩn trương xử lý, đưa những vụ đại án, trong đó ông nhấn mạnh phải bắt cho được bà Hồ Thị Kim Thoa về quy án. Được biết, Hồ Thị Kim Thoa và Vũ Huy Hoàng dính vào sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng nên rất quan trọng. Trong cuộc họp này, ông Nguyễn Phú Trọng chẳng nói gì về Dr. Thanh, Tân Hiệp Phát cả. Ấy vậy mà, nay Bộ Công an lại xem xét vụ án con gái Dr. Thanh quan trọng ngang với vụ việc bắt bà Hồ Thị Kim Thoa. Điều mà ông Nguyễn Phú Trọng không nhắc đến giờ đây, Bộ Công an vào cuộc. Vậy Tô Lâm đang làm theo lệnh của ai? Đấy là một ẩn số khó có sự trả lời. Bởi lẽ nào ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn đủ sức mạnh để che chở cho thân hữu, rất khó hiểu. Mới vài ngày trước, Bộ Công an có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phong tỏa các khu đất thuộc sở hữu của con gái ông Dr. Thanh và của Tân Hiệp Phát, thì giờ đây, tại Hà Nội, tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, đã khai phát súng lệnh đánh vào gia đình đại gia Trần Quý Thanh. Hiện nay, đơn vị được phân công điều tra vụ án sai phạm của con gái ông Dr. Thanh chính là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cho biết C01. Cũng theo tờ báo bên Nga, tờ Sputnik, khi trả lời báo chí về câu hỏi liên quan đến vụ việc bà Trần Uyên Phương, con gái ông chủ Dr. Thanh và ông Trần Quý Thanh, tức là tập đoàn Tân Hiệp Phát, đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết C01 hiện đang điều tra các đơn tố cáo liên quan, đồng thời cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý. Đây là hình ảnh tờ báo Sputnik của Nga đưa tin Bộ Công an đánh vào gia đình Dr. Thanh. Điều này cho thấy gia đình ông Trần Quý Thanh đang gặp hạn lớn. Lần này Bộ Công an quyết định vào cuộc rất quyết liệt. Vậy đúng như dự đoán từ những phân tích trước đây của tờ Thời báo thì đang có thế lực mới nổi lên tấn công vào đế chế tài phiệt Tân Hiệp Phát của ông Trần Quý Thanh. Vậy Bộ Công an đã nói điều gì? Thực sự nếu kiện hoặc tố cáo con gái Dr. Thanh thì lẽ ra phải đệ đơn lên tòa án cấp huyện hoặc tòa án cấp tỉnh, chứ không ai lại đâm đơn kiện đến Bộ Công an cả. Vậy công an của chính quyền địa phương được lập ra để làm gì? Vậy nên, Bộ Công an cho biết họ thụ lý đơn kiện vượt tuyến là điều bất thường. Dường như giữa người kiện và Bộ Công an có mối quan hệ gì đó rất đặc biệt, nên Bộ mới dễ dàng thụ lý đơn kiện vượt tuyến đến như vậy. Được biết, vào tháng 10 năm 2020 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nói rằng họ đã nhận đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng. Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khẳng định, vào ngày 9 tháng 11, C01 đã có quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm này. Hiện nay, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an tập trung xác minh điều tra theo quy định của pháp luật, nên chưa thể thông tin gì thêm cho báo chí. Đại tá Chữ Văn Dũng cho biết như vậy. Được biết, quyết định điều tra của C01 Bộ Công an liên quan đến văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành tạm dừng các hoạt động liên quan đến bất động sản như mua bán, tặng, cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất v.v. đối với công ty Minh Thành Đồng Nai. Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Đây là hình ảnh Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, người thông báo Bộ Công an thụ lý vụ án con gái Dr. Thanh. Trước đó, Bộ Công an
vào hồi cuối tháng 11 cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương này. Như vậy, vụ án liên quan con gái ông Trần Quý Thanh đã mì từ tháng 11, mà khi đó ông Nguyễn Phú Trọng họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng không nói năng gì đến vụ án này. Đã có dấu hiệu chỉ đạo ngoài ý muốn của ông Nguyễn Phú Trọng chăng? Nếu có chỉ đạo ngoài ý muốn của ông Trọng thì người đó là ai? Đấy là câu hỏi không dễ gì trả lời trong lúc này. Và sự đáp trả từ phía gia đình ông Trần Quý Thanh như thế nào sau vụ Bộ Công an bắt đầu vào cuộc điều tra? Trước áp lực của Bộ Công an, gia đình ông Trần Quý Thanh vẫn công khai đáp trả. Không biết thế lực của ông Trần Quý Thanh lớn cỡ nào, nhưng trước sự đối đáp về phía báo chí và Bộ Công an cho thấy ông Trần Quý Thanh còn rất cứng chứ không hề run sợ. Cũng như thường lệ, đại diện pháp lý của bà Trần Uyên Phương khẳng định các giao dịch bà Phương đã thực hiện không phải là giả cách, hoàn toàn là sự tự nguyện của các bên, thậm chí xuất phát từ sự chủ động đề xuất của đối tác. Đồng thời, vị đại diện này cũng lưu ý các sự việc không liên quan đến tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đại diện bà Trần Uyên Phương nói như sau: các giao dịch là tự nguyện của các bên, không liên quan đến Tân Hiệp Phát. Và văn phòng luật sư Phan Lâu Việt Nam, đại diện cho bà Trần Uyên Phương, tức là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, vừa có phản hồi liên quan đến thông tin Bộ Công an có văn bản về việc ngăn chặn chuyển nhượng và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản của bà Phương. Theo văn phòng luật sư Phan Lâu Việt Nam, hiện đơn vị chưa nhận được các thông tin văn bản chính thức, chưa làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với tư cách là người đại diện cho bà Trần Uyên Phương, đơn vị này xác định sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra để sớm làm rõ sự việc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên. Đây là hình ảnh theo văn phòng luật sư Phan Lâu Việt Nam, nơi sẽ đại diện bà Trần Uyên Phương lo về việc đối phó với vấn đề kiện tụng. Như vậy, hiện tại, giữa Bộ Công an và bà Trần Uyên Phương vẫn chưa hề có sự đối đầu trực tiếp nào trong vấn đề tố tụng và điều tra, mà chỉ là màn đối đầu đáp nhau qua truyền thông mà thôi. Có lẽ bởi thế lực của ông Trần Quý Thanh cũng không phải là dễ đối phó. Tiền đối với gia đình này là chuyện nhỏ, doanh nghiệp tỷ đô thì bơm tiền cho luật sư và quan chức ngành tư pháp không phải là vấn đề đối với gia đình của họ. Mà thế lực đỡ đầu ông Trần Quý Thanh là ai, chắc phía Bộ Công an cũng phải dè chừng, chứ chưa thể xuống mạnh tay một cách thực sự mạnh mẽ được. Tuy nhiên, có lẽ vụ án kỳ này đối với ông Trần Quý Thanh nó dính tới đấu đá chính trị của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là những lần kiện cáo về chai nước có ruồi nhiều năm trước đây. Vì vậy, ông Trần Quý Thanh cũng không dễ dàng dùng tiền bẻ cong công lý như những gì ông đã làm với trai Dr. Thanh 500 triệu đồng, làm cho anh Võ Văn Minh phải ngồi tù từ năm 2015. Phía Dr. Thanh cho rằng vấn đề vụ kiện cáo bà Trần Phương Uyên chỉ là bình thường. Có thể nói vụ kiện trai trà thảo mộc Dr. Thanh có ruồi là bình thường thì ai cũng hiểu. Vì lúc đó, Võ Văn Minh thân cô thế cô, một mình chống lại gia tộc tài phiệt mạnh hàng đầu của Việt Nam. Đó là việc trứng chọi đá. Kết quả là Võ Văn Minh vào tù, nhưng lần kiện này không giống như lần kiện khác, vì có Bộ Công an vào cuộc và người đứng đầu là chính là ông Đại tướng Tô Lâm. Nhiều người cho rằng đó là lời trấn an dư luận mà thôi, chứ thực sự lần này ông Trần Quý Thanh gặp rắc rối rất lớn. Phía đại diện của bà Trần Uyên Phương cho rằng, theo quy định pháp luật, nếu có tố cáo thì các cơ quan thẩm quyền sẽ xem xét, xác minh, làm rõ các thông tin để giải quyết đơn tố cáo. Đó là việc bình thường và không thể suy diễn khi cơ quan điều tra làm rõ thông tin về bà Phương, đồng nghĩa với việc bà Phương vi phạm pháp luật, đồng nghĩa với việc các tố cáo là đúng. Người tố cáo cũng phải chịu trách nhiệm nếu các tố cáo của mình là sai. Phía đại diện của bà Phương đã cho hay như vậy. Đây là hình ảnh Trần Uyên Phương, đối tượng mà Bộ Công an hiện nay đang nhắm đến. Nói thẳng ra là phía bà Trần Uyên Phương cũng đang chuẩn bị tư thế tố ngược lại người kiện bà về vụ vu khống thông qua lời nói của phía luật sư rằng người tố cáo cũng phải chịu trách nhiệm nếu các tố cáo của mình là sai. Nếu là cá nhân mà dám đứng ra kiện gia đình Tân Hiệp Phát thì hậu quả bị buộc tội ngược lại như Võ Văn Minh là hết sức khó tránh khỏi. Trần Quý Thanh có đủ tiền bạc, đủ công cụ, đủ thế lực để đè bẹp cá nhân nào dám chống đến gia đình của ông. Nhưng vấn đề vụ kiện này không đơn giản như vậy. Bộ Công an sẽ chen vào chứ không để phía kiện Trần Uyên Phương
bị Dr. Thanh tấn công ngược trở lại. Và câu hỏi tiếp theo là phía Bộ Công an đã có động thái mạnh tay hay chưa? Về nội dung tố cáo của các đương sự mà cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý xác minh cho rằng có việc cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng giả cách, cho đến nay đơn vị chỉ biết được có các tố cáo đó qua các báo chí và không được biết chi tiết về nội dung tố cáo. Chúng tôi khẳng định các giao dịch bà Trần Uyên Phương đã thực hiện không phải là giả cách, hoàn toàn là sự tự nguyện của các bên, thậm chí xuất phát từ sự chủ động đề xuất của đối tác. Một hợp đồng được ký tự nguyện, hợp pháp, được thực nghiệm thực tế thì không thể coi là giả cách được. Các bên tham gia giao dịch có đủ năng lực và hành vi dân sự, thậm chí còn là những người có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường, không bị cưỡng ép phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bên bán tự nguyện chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua thông qua hợp đồng chuyển nhượng, nhận đủ tiền, chuyển giao tài sản trên thực tế cho bên mua thì không thể nói là bên mua chiếm đoạt tài sản. Thông tin tư vấn của văn phòng luật Phan Lâu Việt Nam nêu ra như thế. Cũng theo phía đại diện, nếu các bên không chịu trách nhiệm về chữ ký của mình trong giao dịch, sẵn sàng phủ nhận những gì mình ký thì bất cứ giao dịch nào cũng có thể bị suy diễn thành giả cách. Theo quy định của pháp luật, nếu có tố cáo thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét. Chúng tôi luôn coi trọng việc bảo mật các thông tin đối với đối tác nên không thể vội vàng giải thích, công bố các tình tiết trong các giao dịch giữa các bên. Chúng tôi cũng lưu ý các sự việc trên không liên quan đến tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đại diện của bà Trần Uyên Phương khẳng định tiếp như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam vẫn luôn kín tiếng với truyền thông về vụ việc này. Tuy nhiên, ông ta đã gặp rất nhiều rắc rối đối với những vụ việc khác tương tự. Vâng, trước mắt, Bộ Công an vẫn giữ khá kín tiếng về hồ sơ vụ án, bởi đơn giản nó còn đang trong vòng điều tra. Còn phía Trần Uyên Phương đương nhiên là phủ nhận toàn bộ tố cáo. Sự việc này mỗi ngày sẽ có thêm phần gây cấn và xuất hiện tình tiết mới. Chúng ta hãy đợi xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo và ai sẽ phải vào tù và ai là người chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 12 năm 2020 với bản tin Bộ Công an tấn công, Dr. Thanh chống đỡ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.